Xin chào anh em, hôm nay bên em xin tiếp tục review nhanh dòng sản phẩm máy lọc không khí và bù ẩm thương hiệu Saab, một trong những thương hiệu bán chạy nhất tại trường Nam hiện nay, và xong em cũng được rất nhờ anh em ủng hộ dòng sản phẩm này. Thì hai model hôm nay em giới thiệu đó là dòng mã đầu 8, gồm bên phải các bạn là dòng KCI80 đấy, và bên trái là dòng KCW80. Hai dòng này công suất là hàng khủng, gần như khủng nhất của thương hiệu Saab luôn. Dòng này là dòng không bánh xe đấy. Công suất 84W, dành cho phòng khách tầm từ 45 đến 50m², rất là ok. Thì trong cái phân khúc đầu 8 này thì có dòng phần KCZ80, thì là đời cao hơn một chút, thì nó có bánh xe di chuyển. Thì em cũng giới thiệu ở dòng video trước, cái dòng đầu 80 này chỉ nó có ít thôi. Dòng W80 này là dòng này này, Y80 là dòng này này đấy, và dòng Z80 thôi, nó chỉ có 3-4 mã cơ bản thôi. Thì hai em này là dòng đời tầm từ 2010 đổ lại trước, thì là dòng không có bánh xe đấy. Còn về thông số chức năng thì giống hệt nhau, thì em xin đi vào lần lượt từng em một để cho mọi người tham khảo luôn. Bên phải các bạn đó là dòng KC Y80. Thì bên mình đã đổi nguồn sang 220V rồi, anh em không phải lo bị nhầm điện nữa. Model đây, KCI80, thông số như sau, 84W nhé, R2010 đấy, Y80Y là màu trắng, còn P là màu đen, black ấy. Thì với công suất 84W này thì phụ cho anh em sử dụng phòng khách, chuyên các phòng khách rất là ok, rất là khỏe, tầm 40-50m² đều được. Thì cũng giống như các model khác, chức năng chính của nó bao gồm là lọc không khí. Không khí sẽ được đi qua các màng phía sau này. Vừa nãy em thấy toàn màng zin đẹp mọi người nhé. Đây màng zin này, thì màng rất đẹp luôn. Đấy, vẫn thơm, màng than. Và ngoài cùng một cái màng khô đây. Đấy, không khí sẽ đi qua ba cái màng này để sẽ lọc hết tất cả các màng khử khuẩn trong không khí ở phía trên này và phía trước này nữa. Đấy, thì ngoài ra với công nghệ ion bản quyền Black Router này, nó sẽ bắn các ion vào trong không khí để diệt bảo vệ các vi khuẩn trong không khí và bảo vệ sức khỏe con người, diệt mù luôn. Thì để kiểm tra máy ion hoạt động không, các bạn ghé tai vào đây, các bạn bật cho mình chế độ gió do in nặng ấy, các bạn nghe có tiếng đánh lửa tẹt là chức năng ion của máy hoạt động ok nhé, nếu không có thì sẽ bị hết hạn hoặc là nó bị hỏng đấy. Thì bên tay phải của máy thì là bao gồm một ca nước rất là to, nó khoảng tầm được 3 lít nước. Để anh em đổ nước sạch vào đây để máy bù ẩm nhá. Thì cái vải bù ẩm này anh em để ý cho mình. Các bạn nhấc và rút ra một chút. Đấy. Vải bên mình lựa chọn những cái vải, đây vải màng vải zin nhá. Những cái vải nó khoảng đẹp tầm 90% như này thì mình giữ lại. Bởi vì cái vải bù ẩm này nó quyết định cái khả năng bù ẩm của máy, vì nước sẽ thấm vào cái vải này, và khi bù ẩm thấp dưới 70% thì nước nó sẽ quay và quạt gió thổi lên cái vải bù ẩm này, nó sẽ quyết định cái chất lượng bù ẩm của máy và nó có khả năng bị mùi, bởi cái bù ẩm này thường xuyên tiếp xúc với nước trong đây đấy, nên là liều lâu nó sẽ bị cặn vôi hóa, nó cứng đơ lại thì nó giảm khả năng bù ẩm của máy và nó sẽ có mùi chua. Đây anh em, nếu mà ở nhà em đang sử dụng rồi, hãy thường xuyên kiểm tra cái này cho mình để chất lượng không khí nó ok hơn. Cái nước cái đẹp khoảng tầm 85-90% nhá. Đấy. Em đã vệ sinh sạch sẽ và xịt lớp sơn phủ bóng ở đây để cho nó trông nó óng ánh và đẹp hơn. Đấy. Đây là dòng mà KCI80. Đấy, còn em bên trái các bạn là dòng KCW80. Thì về thông số nó cũng giống nhau hoàn toàn luôn. Mình giới thiệu tiếp nhé, quên chỗ này, anh em nào nếu mà chưa biết thì mình giới thiệu qua luôn. Tức là cái cảm biến bụi đấy. Đây là cảm biến độ ẩm và đây là cảm biến mùi. Thì những cái dòng Saab những đời đầu 6 trở lên thì trang bị 3 cảm biến: cảm biến bụi này, cảm biến mùi và cảm biến độ ẩm. Đây các bạn đèn báo, cái view các bạn không khí bẩn thì nó thành màu đỏ đấy, vàng thì là vừa và đỏ là rất bẩn. Thì máy tự động auto hoạt động thôi. Cách thức sử dụng thì cũng đơn giản thôi, mình dẫn qua các bạn nhé. Để rút tắt này, đây là chế độ lọc không khí và bù ẩm này, chế độ là chế độ lọc không khí không này, và chế độ turbo.
turbo, tức là nó sẽ tăng tốc hoạt động hết công suất lên để lòng nhanh. Sau đó một thời gian 15 phút sau thì động nó chuyển chế độ này. Đấy. Nên các bạn cứ chọn cho mình cái chế độ này. Là máy tự động hết trong phần menu để auto cho mình. Khi nào không khí sạch như màu xanh thì máy hoạt động chậm, mà khi màu đỏ thì máy hoạt động mạnh lên. Các bạn không phải lo, cứ vẫn muốn lại tắt bật ok thôi. Cái dòng W80 này thì hoạt động tương năng cũng thế thôi, gồm 3 tín này. Cứ tắt bật cho mình là xong. Tôi đang như nhau hết luôn. Đấy, còn cái này nó khác một chút, còn W80 này thì thông số nó cũng là 84W thôi, thông số này nha. Rồi 208 này. Được, cái con này là mặt trước nó dạng giả vân đá, trông rất là ngọc đá, tức là trông rất đẹp, vân anh nhìn vân này. Bố trí thì là chất lượng không khí thì ở đây. Đấy. Đây là đèn báo độ ẩm. Khi độ ẩm trên 80 thì báo là HI, còn dưới 80 nó báo cho đúng độ ẩm, ví dụ 75, 75, 76 đấy. Đây là đèn cảm biến nước này, đây là cảm biến mùi này. Nó chỉ bố trí khác so với dòng Y80 thôi. Mỗi thằng có một cái thiết kế khác nhau. Và chức năng cũng rất là giống nhau thôi, rất đẹp. Mà vân đá này. Em này thì cũng được phổi đẹp luôn. Đợt này hai em này phổi zin rất đẹp luôn, đẹp gần như là gần 90%, anh em nhìn này. Đấy, tâm phúc luôn, đây là phổi thang. Các cái phụ kiện này với em đều bán kèm nhé, kể cả phổi này, màng than, màng lọc, vải bù ẩm, cảm biến, tất cả các thứ với em đều bán. Càng nước cũng rất là to, hai em này thì càng nước rất to, tầm 3 lít. Em nhìn bên mình đã vệ sinh sạch sẽ bên trong. Đấy. Con này thì mình thay guồng lúc mới luôn. Đấy, tức là cái guồng nào nó xấu quá thì mình sẽ thay thế để đảm bảo máy hoạt động chức năng bù ẩm hoạt động hoàn hảo và tránh bị mùi nhá. Rất là đẹp. Thì về tổng quát thì hai em này hoàn toàn giống hệt nhau về chức năng và về công suất, về cách thức sử dụng. Nó chỉ khác nhau về cái model và kiểu dáng thôi. Đấy. Đây là một trong những cái dòng khủng bố hoặc là khủng mong của thương hiệu Sharp về máy dòng máy lọc không khí, bù ẩm và dược phẩm. Thì mình sẽ để chi tiết ở phần bình luận phía dưới. Anh em cần sản phẩm liên hệ mình qua số điện thoại 0979 665 264. Ok, xin chào mọi người các video sau.